Ngày 22 tháng 9, Ủy ban Nhân dân quận 12 khánh thành công viên vui chơi, giải trí, ẩm thực An Sương. Công viên được đầu tư trên diện tích 50.000 m2 chia làm hai khu vực. Trong đó, khu vui chơi giải trí, ẩm thực có diện tích 20.000 m2 với 190 gian hàng thương mại, ẩm thực, các khu trò chơi thiếu nhi, thanh thiếu niên cùng các chương trình văn nghệ. Giải trí được tổ chức hàng đêm. Khu công viên công cộng có diện tích 30.000 m2 với nhiều tiện ích. Ông Nguyễn Minh Chánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 12 chia sẻ, công viên vui chơi, giải trí, ẩm thực An Sương khánh thành tạo thêm điểm tham quan, mua sắm, góp phần hình thành và phát triển kinh tế đêm trên địa bàn quận 12. Qua hoạt động của công viên cũng sẽ tạo nhiều việc làm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Ngoài đóng góp lớn về mặt kinh tế đêm còn tạo những bước chuyển lớn cho các ngành dịch vụ, du lịch, động lực phát triển kinh tế.